Chào mừng các bạn quay trở lại kênh TNT Automation. Trong clip ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn chi tiết bài toán là điều khiển áp suất theo phương pháp và PID sử dụng biến tần Cinamic V20 của Siemens và sử dụng PLC F7200 cộng với giám sát qua màn hình HMI thông qua cái truyền thông Modbus RTU. Thì để mà giải quyết một cái bài toán điều khiển áp suất theo phương pháp PID kết hợp PLC với biến tần này, thì ta sẽ có những cái giải pháp như sau. Nhất là ta sử dụng PLC HMI để điều khiển giám sát hệ thống và biến tần qua cái truyền thông Modbus, và ta sử dụng cái bộ PID trên biến tần. Cái thứ hai là ta cũng sử dụng VLC HMI điều khiển và giám sát hệ thống và giám sát biến tần qua Modbus, nhưng mà ta sử dụng cái bộ PID trên PLC. Và cái giải pháp thứ ba là ta sử dụng VLC HMI để điều khiển biến tần qua cái đầu ra analog output của PLC và giám sát các cái thông số khác của hệ thống, các cái giá trị thực tế từ cái đầu vào cảm biến đưa vào chân AI của PLC sử dụng bộ PID trên biến tần. Cái giải pháp thứ tư là ta cũng sử dụng PLC HMI điều khiển biến tần qua đầu ra analog output của PLC và giám sát cái áp suất từ đầu vào analog input của PLC, nhưng mà ta sử dụng bộ PID trên PLC. Thì trong các cái giải pháp này thì ta sẽ thấy là cái việc ta dùng truyền thông thì nó sẽ tiết kiệm được cái đầu vào analog input và analog output, cũng như là ta có thể điều khiển và giám sát được nhiều biến tần cùng lúc và ta giám sát được tất cả các cái thông số của biến tần. Thì đối với các cái giải pháp khác ấy, thì ta phải tốn thêm analog input, analog output và ta không giám sát được các tham số của biến tần. Còn nếu với giải pháp ta sử dụng PID trên biến tần và truyền thông Modbus RTU thì ta đã tiết kiệm, chỉ cần một cái module truyền thông ta có thể giám sát được nhiều thông số và điều khiển được nhiều thiết bị. Thì trong cái clip này thì tôi sẽ trình bày về cái phương án thứ nhất. Đây, phương án tiết kiệm nhất. Ở đây cái sơ đồ, từ sơ đồ đấu nối phần cứng thì là biến tần sẽ đấu với bơm và cảm biến áp suất sẽ trích ra một đường từ cái bình thị áp. Ở đây cái ô hiển thị áp suất thực tế, và trên biến tần này là thể hiện cái tần số thực tế. Trên cái bảng điều khiển thì ta cái ô thứ nhất là cái giá trị SV, giá trị tần số mong, giá trị áp suất mong muốn là set point, tính theo đơn vị là 3. Ô thứ hai là cái giá trị PID feedback, tính theo phần trăm. Ở đây là các cái nút nhấn start stop và reset, cũng như là các cái đèn báo trạng thái hoạt động. Thứ nhất là cái phần đấu nối phần cứng. Thì PLC và biến tần sẽ được đấu nối, sẽ được kết nối thông qua cái cáp Modbus RTU, giống như cái bài toán về truyền thông Modbus cho con V20. Thì các bạn xem lại cái video về truyền thông Modbus RTU cho biến tần V20. Thứ hai là cái cảm biến áp suất để
sẽ sử dụng cái loại có đầu ra từ 0 đến 10V, tương ứng với áp suất là 0 đến 13, kết nối với biến tần tại cái đầu vào AI2. Đây chính là cái tín hiệu PID feedback. Đây, cái cảm biến áp suất này đưa vào đầu vào AI2 của biến tần. Mục thứ hai là cái mục cài đặt tham số cho biến tần. Cài đặt tham số thì các bạn xem ở trang 91 của datasheet. Thì bước thứ nhất thì các bạn phải cài đặt các cái tham số để cho nó truyền thông Modbus RTU, như ở trong các cái bài toán thứ nhất là bài toán truyền thông Modbus RTU với S7-200. Thì các bạn xem lại cái video clip đó. Cái thứ hai, các bạn phải cài đặt thêm các cái tham số để điều khiển PID trên biến tần. Thì đầu tiên thì các bạn phải kiểm tra các cái tham số là P0700, xem nó có bằng 5, có nghĩa là điều khiển một bước RTU hay không. Khi ta chọn là P bằng P0700 bằng 5 thì ta chọn là điều khiển on off, start stop, chạy thuận chạy ngược là từ một bước RTU. Đây ta lựa chọn là bằng 5. Ok. Tiếp theo là ta sẽ kiểm tra cái P1000 có bằng 5 hay không. P1000 tức là cái tần số set point. Khi mà chọn bằng 5 thì sẽ được đặt qua mốt bớt RTU. Theo là ta đặt cái P2200 bằng 1. P2200 tức là ta cho phép cái bộ BID hoạt động. Đây ta sẽ xếp vào 1. Ok. Tiếp theo là ta sẽ xếp cái P2253. P2253 chính là cái chọn PID setpoint. Ở đây ta sẽ chọn là 2250.0, cho phép PID setpoint được đặt từ qua thông qua truyền thông. Tiếp theo là ta sẽ set cái P2264 bằng 2264 index 0 bằng 755.1. Ở đây ta chọn là PID feedback chính là đầu vào của AI2. Đầu vào của AI2. Thế thì ngoài ra ta phải kiểm tra lại cái P0756 index 1 bằng 0. Để ta chọn cái AI2 là cái điện áp từ 0 đến 10V. Đây là P0756. Sáu index 1. Index 1. Không. Nếu mà ta sử dụng cái cảm biến áp suất là từ 4 đến 20 mA thì ta phải chọn P0756 index 1 sẽ là bằng 2. Và ta chọn cái P0757 index 1 sẽ bằng 4.0.
Tiếp theo là ta sẽ chọn cái P2257 là 2258 là cái thời gian ramp up time for PID checkpoint. Đây ta phải chọn bằng 4 giây. Nếu mà ta chọn hai cái giá trị này thấp quá thì nó sẽ dễ gây ra lỗi, bởi vì nó tăng tốc nhanh quá. Tăng tốc nhanh quá thì nó sẽ lỗi quá dòng. Tiếp theo là ta phải chọn cái chế độ sleep mode và wake up. Đấy, thì ở trong cái tham số là P2365 ta chọn là giá trị này là bằng 1, có nghĩa là ta sleep theo tần số. Đây ta sẽ sleep theo tần số và ta sẽ xét lại cái tần số nhỏ nhất trong cái tham số là P1080 bằng 20 Hz. Còn nếu mà ta chọn cái giá trị này bằng 2 thì nó sẽ sleep theo PID. Tiếp theo là ta chọn cái auto tuning. Auto tuning có nghĩa là tự động điều chỉnh, tự động dò tìm PID. Ở đây ta chọn là bằng 1, P2350 bằng 1, có nghĩa là dò tìm theo phương pháp Sickle-Nicol, phương pháp Sickler-Nicol. Ta nhấn nút mở để trở về. Sau khi ta chọn là Auto Tuning P2350 bằng 1, sau đó thì ta nhấn màn hình, nhấn nút mở trên biến tần để nó trở về màn hình hiển thị. Thì cái bước số 3 là đến cái bước lập trình trên TIA Bottle. Thì ngoài các cái mã lệnh của cái truyền thông Modbus để điều khiển biến tần, cái mã lệnh giống như cái video số 1 về truyền thông Modbus RTU với biến tần, thì nó còn có các cái mã lệnh là 4008, chính là cái đặt cái giá trị setpoint, đặt cái giá trị setpoint từ trên màn hình truyền thông qua Modbus xuống biến tần. Cái mã thứ hai là 40047, chính là cái giá đọc cái giá trị PID feedback từ cảm biến đưa về. Ở đây cái giá trị được đọc là từ 0 đến 100%. Và cái mã là 40111 nên là cái đọc cái tần số thực tế đưa về, tần số thực tế của biến tần đưa về. Cái này ở trong cái video trước cũng có. Ở đây là cụ thể ta sẽ vào cái chương trình. Ở đây chương trình thì nó cũng tương tự như cái chương trình của cái video clip về truyền thông Modbus giữa biến tần V20 và VLC. Network số 1 là ta khai báo MB công loan. Network số 2 là ta sẽ chuyển đổi cái giá trị setpoint của áp suất. Giá trị setpoint theo áp suất ta chuyển về cái giá trị setpoint theo analog. Network số 3 là ta phân cái khoảng thời gian để đọc và ghi từng dữ liệu. Network số 4. Network số 4 ở đây là đây, mã là 40008. Đây là ta đặt cái giá trị setpoint. Giá trị setpoint cho biến tần. Giá trị cái network số 5 là các cái lệnh start, stop,
Reverse chạy thuận chạy ngược và reset lỗi cho biến tần. Network số 6 là ta ghi các cái mã lệnh đấy vào cái thanh ghi control word của biến tần. Network số 7 ta đọc cái tần số thực tế của biến tần. Đây là đọc tần số thực tế. Network số 8 thì ta là đọc cái tần số thực tế ở dạng analog và chuyển đổi thành tần số thực tế ở dạng hertz. Network số 9 này thì là ta đọc trạng thái hoặc đọc cái thanh trạng thái của biến tần, xem là biến tần đang start hay stop, đang chạy thuận hay chạy ngược. Network số 10, số 11 và số 12 là ta check các cái trạng thái. Network số 13 là ta đọc cái giá trị của analog input 1. Cái network này thì không liên quan đến cái bài này. Cái network số 4, 14 là ta biến đổi cái analog input 1 từ dạng analog sang giá trị nhiệt độ thực tế, bởi vì trong cái bài toán của tôi là cái analog input 1 tôi sử dụng để đo cái nhiệt độ, sử dụng luôn cái analog input 1 trên biến tần để đo nhiệt độ và hiển thị trên PLC. Network 15 là ta đọc cái giá trị feedback 40047, đọc giá trị PID feedback. Network 16 là ta chuyển đổi cái giá trị PID feedback từ dạng analog sang dạng phần trăm, tăng từ 0 đến 100%, tương ứng với là số từ 0 đến 10.000. Network số 17 là ta chuyển đổi cái PID feedback dạng analog thành cái áp suất feedback thực tế từ cái cảm biến cả bài đây. Thì ở đây tôi có các cái hàm chuyển đổi này. Hàm đọc giá trị analog. Analog. Đây là cái hàm chuyển từ cái tần số, từ cái giá trị đặt tần số theo hertz thành cái tần số theo analog. Thì cái chương trình này thì ở trong cái video clip số 1 là truyền thông Modbus thì tôi đã trình bày rất là kỹ và rõ ràng. Các bạn tìm xem lại cái video clip đấy. Thì ở đây chỉ chú ý thêm là cái ba cái mã để ta đọc, để ta đặt cái giá trị set point là 40008, đặt cái giá trị set point là 40047, đặt cái giá trị feedback 40011, đọc cái tần số thực tế. Sau khi ta lập trình xong thì ta sẽ download chương trình vào PLC, và phía cái màn hình HMI đây, màn hình HMI đây là hiển thị tần số thực tế của biến tần, đây là hiển thị cái áp suất thực tế của hệ thống thông qua cảm biến, còn đây là cái ô để ta nhập giá trị set point. Đây là ô của cái giá trị PID feedback tính theo phần trăm, tính theo phần trăm. Ví dụ như ta đặt giá trị set point là ta đặt là 43, trong cái giải từ 0 đến 13 ta đặt là 43, có nghĩa là
tương đương với 40%. Thì cái PID feedback nó sẽ là từ 0 đến 13. Ví dụ như nó sẽ feedback là đang là 3,53 thì nó sẽ là 35%. 3,53 so với 13 nó sẽ là 35%. Thì cái giá trị feedback ở đây và cái giá trị này nó sẽ là cùng một cái giá trị từ cảm biến đưa về. Đây, nút nhấn Start, Stop, Reset và các cái đèn hiển thị trạng thái. Giả sử cái giá trị setpoint ban đầu tôi đặt là 43 và cái giá trị phản hồi feedback là 3,183. Ban đầu tôi nhấn nút Start. Nút Start thì ban đầu biến tần sẽ vào chế độ Auto Tuning. Đấy, vào chế độ Auto Tuning thì nó sẽ hiển thị cái tam giác cảnh báo và A3 hiển thị A935. Mà A935 có nghĩa là đang Auto Tuning. Xin lỗi các bạn, A936. Các bạn chờ trong cái khoảng thời gian nó khoảng vài phút để nó thực hiện xong cái phần Auto Tuning. Sau khi thực hiện phần Auto Tuning xong ấy, thì này nó sẽ bắt đầu khởi động cái biến tần. Và các bạn nhớ là khi mà nó Auto Tuning xong ấy, thì giá trị để ta cài đặt Auto Tuning nó sẽ trở về 0, tức là nó sẽ Disable nó đi. Lúc nãy ta set bằng 1, sau khi tuning xong nó sẽ bằng 0. Bạn chờ một chút. Đấy, nó đã bật trở lại. Biến tần bắt đầu khởi động. Đấy, và cái giá trị feedback của ta đưa về là 4,733. Vậy cái tần số của nó sẽ là 27,3. 27,3. Thì bây giờ tôi giả sử tôi xoay cái biến trở để giảm cái giá trị feedback thì tần số nó sẽ tăng lên. Khi mà giảm giá trị feedback thì tần số sẽ tăng lên để đảm bảo là cái giá trị feedback nó sẽ trở về cái giá trị setpoint. Đây, tôi tiếp tục giảm cái feedback, tiếp tục giảm giá trị feedback thì tần số tiếp tục tăng lên đến maximum 50 Hz. Khi mà tần số tăng lên thì cái giá trị áp suất trả về nó sẽ tăng dần lên, và khi mà tăng dần lên thì giá trị tần số nó sẽ lại giảm dần đi, và khi là feedback tiếp tục tăng thì tần số lại tiếp tục giảm. Khi mà tần số giảm đến xuống cái giá trị tần số của slip ấy, tức là 20 Hz, thì biến tần sẽ trở về cái rơi vào cái trạng thái ngủ sau 5 giây. Biến tần sẽ rơi vào trạng thái ngủ và biến tần dừng lại. Tần sẽ dừng lại và đợi đợi đến khi cái đáp ứng của ta nó sẽ tụt xuống, đợi đến khi cái giá trị phản hồi về, giá trị áp suất phản hồi về nó tụt xuống,
tụt xuống thì tần số của biến tần sẽ tăng lên, và khi mà tăng qua cái giá trị slip biến tần sẽ thức dậy. Bây giờ giả sử tôi giảm cái đáp ứng, giảm cái tần số, giảm cái áp suất thực tế, biến tần sẽ khởi động trở lại. Và tôi tiếp tục giảm xuống sẽ tăng dần, mục đích là nó đưa cái giá trị thực tế về với gần với cái giá trị set point. Tiếp tục giảm, tần số tiếp tục tăng. Khi tần số giảm xuống thì biến tần sẽ thấp hơn cái giá trị F-min, thì biến tần rơi vào trạng thái ngủ. Mà đáp ứng người ta là tụt xuống, là giá trị thực tế tụt xuống, biến tần sẽ wake up trở lại. Thì ở đây thì cái tần số wake up và cái tần số sleep là nó bằng nhau. Với cái cách mà ta đặt cái wake up mode, có một cái lưu ý là khi các bạn muốn thay đổi cái giá trị set point, các bạn phải nhấn stop trở lại, stop thì các bạn mới có thể thay đổi cái giá trị set point, sau đó thì các bạn nhấn start trở lại. Ok, cái video clip đến đây là hết. Bạn có câu hỏi nào thì xin mời các bạn comment ở phía dưới cái video clip này. Cảm ơn các bạn theo dõi.